Kính chào quý khán thính giả, chúng tôi là luật sư Đỗ Hiếu Liêm. Ngày hôm nay chúng tôi trở lại với quý vị qua chương trình luật pháp Người Việt Luật Mỹ. Vì đây là chương trình luật pháp trực tiếp truyền hình, thành ra quý vị có thể gọi thẳng vào đài qua cái số điện thoại ở trên màn ảnh của đài là 714-893-3264 để đặt những câu hỏi về vấn đề luật pháp. Một lần nữa, số điện thoại mà quý vị có thể gọi vào để đặt những câu hỏi về vấn đề luật pháp là 714-893-3264. Và chúng tôi sẽ từng tự trả lời những câu hỏi của quý vị. Vì ngày hôm nay chỉ còn hơn một ngày nữa là chúng ta hết năm 2015. Thành ra nhân dịp này chúng tôi cũng muốn gửi lời cảm ơn quý thân chủ đã ủng hộ văn phòng chúng tôi trong 29 năm qua. Cũng như là cảm ơn quý khán thính giả đã theo dõi và ủng hộ chương trình Người Việt Luật Mỹ ở trong nhiều năm qua trên đài Little Sài Gòn TV. Một lần nữa chúng tôi cảm ơn quý vị. Và kính chúc quý thân chủ cũng như quý khán thính giả một năm mới an khang, thịnh vượng và vạn sự may mắn. Trong phần đầu của chương trình thì chúng tôi sẽ... xin lỗi, chúng ta lại có cái câu hỏi rồi. Hello, dạ chúng tôi luật sư Liêm, tôi nghe đây. Dạ, tôi luật sư Liêm, tôi nghe đây. Cô có thể đặt câu hỏi. Dạ, hello. Dạ, tôi hỏi cho luật sư, người già mà muốn làm mấy cái giấy tờ để mà khi chết đừng đặt ống. Đừng đặt ống, đừng có bỏ thức ăn đồ vô trong mũi miệng. Thì những cái giấy tờ đó xin ở đâu thưa luật sư? Cô có thể đến mấy cái trung tâm mà dịch vụ của người già đó, thí dụ như là Orange County Aging Council, nếu tôi làm ở trong thành phố Garden Grove họ cũng có, tôi quên, hình như trên đường Acacia thì phải, thì bà có thể xin những cái mẫu đơn đó, nó có nhiều loại lắm, nhưng mà cái mẫu đơn mà bà có thể, tôi nghĩ là có thể áp dụng cho bà đó, nó là Do Not Resuscitate. Thì thường thường cái mẫu đơn nó chỉ có khoảng chừng 1 hay 2 trang thôi. Và bà ký tên và sau đó đưa cho người bác sĩ gia đình của mình. Thì trong trường hợp mà bà bị như vậy đó, thì bác sĩ và nhà thương họ sẽ theo cái ý nguyện của bà. Nhá. Tôi thì tôi không có cái mẫu đơn đó. Tuy nhiên, trong quá khứ thì thường thường mỗi năm 1 hay 2 lần trong năm thì chúng tôi sẽ hợp tác với lại cơ quan mà cô Quận Cam phục vụ cho quý vị cao niên cũng như là cơ quan về Alzheimer Association để mà giúp quý vị cao niên làm những cái giấy chẳng hạn như là ủy quyền về vấn đề y tế hậu sự hay là những cái giấy mà bà vừa mới nói. Tuy nhiên đó thì trong năm nay thì chúng tôi cũng sẽ có một cái buổi hội thảo như vậy hoàn toàn miễn phí cho quý vị cao niên và những cái người trong cộng đồng. Tuy nhiên thì chúng tôi chưa có quyết định cái ngày giờ cũng như cái địa điểm có thể trong cái thời gian tới. Thì khi chúng tôi có cái kiếm được cái địa điểm cũng như là sau đó chúng ta sẽ thông báo cái ngày giờ mà chúng tôi có buổi hội thảo như vậy. Nha. Ok. Dạ, cảm ơn bà nha. Dạ. Dạ, cảm ơn luật sư. Dạ, dạ, chào bà. Dạ. Thường thường đó thì khi mà... Nó có hai cái mẫu đơn mà liên hệ với vấn đề sức khỏe và là đó mà một cái mẫu đơn thường thường như bà vừa mới nói đó, nó gọi là do not hay là do not resuscitate, và cái mẫu đơn thứ hai là của chính phủ tiểu bang qua cái bộ luật probate và cái bộ luật probate code thì nó gọi là advanced healthcare directive, tức là tạm dịch đó là cái ý của nó đó là một cái giấy ủy quyền về vấn đề y tế và hậu sự. Mà trong trường hợp chẳng hạn nếu mà quý vị phải vào nhà thương thì mình có thể cho biết ý định của mình là thứ nhất là nếu mà chẳng may mình không quyết định được thì ai là người thân mình có thể quyết định thay cho mình, cũng như nếu trong trường hợp mình bị tình trạng coma thì mình có muốn tiếp tục chữa đến tận cùng hay là nếu mà bị trong tình trạng coma thì mình muốn chẳng hạn rút ống, vân vân. Hello, dạ chúng ta nghe đây. Dạ tôi luật sư Liêm, tôi nghe đây. Hello. Dạ tôi luật sư Liêm, tôi nghe đây. Hello. Oh, hello. Dạ, tôi luật sư Liêm, tôi nghe đây. Ông có thể đặt câu hỏi. Ok, dạ, cái tôi muốn đặt câu hỏi là cái
là sao Cái tôi muốn hỏi là cái hàng xóm thì cái nó mấy cái cây đó nó phủ qua mà tôi yêu cầu họ chặt mà họ không chặt, mà nếu mà nó ngã xuống nó có trường hợp gì thì họ phải chịu trách nhiệm, hay là tôi phải viết cái giấy để cho họ biết à? Và tùy theo, nếu mà nó cái nhánh cái những cái nhánh cây của họ mà chỉ qua dặn ông thì ông có thể cho biết và ông có thể cắt. Tuy nhiên đó, ông không thể cắt mà làm cho cái cây của họ chết. Còn nếu cái cây nó to quá mà ông sợ là nó có thể chẳng hạn mưa gió nó đổ nó ngã vào nhà ông mà gây ra thiệt hại vật chất hay là thương tích cho người ở trong nhà của ông thì yes, họ sẽ chịu trách nhiệm. Thì nếu mà ông muốn cẩn thận thì ông có thể cho họ một cái thư cho yêu cầu họ phải cắt cái cây đó hoặc là phải tỉa cái cây đó, bởi vì cái trong tương lai ông nói là nếu mà chẳng may cái cây đó mà nó đổ nó có thể gây ra những cái thiệt hại về vật chất hay là về thương tích thì họ sẽ phải chịu trách nhiệm về những cái thiệt hại đó nhé. Gì mình cần phải viết nô Và sơn, mình nên cho mình họ chỉ nói biết. không có cần miệng, nói miệng người ta không làm mà Đúng rồi. nói viết cái đơn cái giấy không à? Dạ, ông viết cái giấy và ông gửi bằng giấy thư hồi báo để ông có bằng chứng là ông đã cho họ biết như vậy. Thì khi họ on notice, khi cái người chủ của cái nhà đó mà đã được thông báo là biết là những cái cây họ có thể nguy hiểm, nếu chẳng may trong tương lai mà cái cây đó bị đổ nó làm hư hại thiệt hại về vật chất hay là thương tích cho những người trong nhà của ông đó, thì khi đó họ sẽ phải chịu trách nhiệm nhé. Bởi vì họ đã được biết là cái nguy hiểm đó rồi mà họ không có làm gì để mà lấy cái nguy hiểm đó đi. Ha? Ok, dạ cảm ơn ông. Dạ, cảm ơn Dạ. luật sư. Dạ. Hello, dạ chúng tôi nghe đây. Tôi luật sư Liêm, tôi nghe đây. Dạ. Dạ. Dạ, xin luật sư cho tôi hỏi là tôi có căn nhà mà tôi cho người ta mướn 10 năm rồi. Dạ. Hồi năm đầu thì có làm cái hợp đồng 1 năm đó, mà sau này là tôi thấy người ta ở tử tế thì để cho người ta ở dạy, chứ không có làm hợp đồng lại. Và theo theo ý của luật sư đó, thì tôi có nên làm lại không, hay là cứ mình á, thì sau này giống như tôi có muốn lấy cái nhà lại ở thì cái nào nó lợi hơn, muốn làm giấy lại hay Tùy theo là bà, nếu á, mà bởi vì họ đã ở khá 10 năm rồi thì nếu mà bà làm cái hợp đồng lại đó thì đương nhiên đó bà phải tuân thủ theo cái hợp đồng đó, là chẳng hạn nếu bà ký thêm 1 năm thì bà phải tiếp tục cho họ mướn. Nếu mà họ trả tiền đàng hoàng làm đúng theo cái bổn phận trong cái hợp đồng thuê mướn á thì bà vẫn phải theo tuân thủ, là chẳng hạn bà cho họ 1 năm thì bà phải giữ cho họ mướn từ 1 năm, chứ bà không có thể đuổi họ ra giữa chừng. Còn bây giờ nếu không có hợp đồng thì thường trên nguyên tắc là họ chỉ là man to man. Tuy nhiên với cái luật mới của chính phủ liên bang đó thì cho dù man to man đi chăng nữa, nếu bà không muốn đuổi họ đi đó, bà vẫn phải cho họ 90 ngày thông báo trước khi mà họ dọn đi. Lý do là họ đã ở trong trường hợp này trên 1 năm, trong trường hợp này họ ở là trên 10 năm rồi. Thành ra nếu mà bà muốn đuổi họ thì bà vẫn phải thông báo họ bằng thư gian thư, và bà phải cho họ tối thiểu là 90 ngày để mà họ dọn đi nhé. Hello, bà có câu hỏi gì khác nữa không? Dạ. Không. Thì ý tôi Và mỗi cái nó có cái lợi và có hại là bởi vì nếu mà bà cho họ ký một cái hợp đồng thì bà phải tuân thủ theo cái hợp đồng đó, chứ bà không thể ngừng giữa chừng. Còn bà không có hợp đồng thì chỉ là man to man thôi nhé. dạ vậy cảm ơn luật sư. dạ Ý của tôi hỏi á, là hồi dạ đầu thì có ký 1 năm rồi, nhưng dạ sau thì 9 năm sau này là không có ký được gì nữa, dạ mình thôi. dạ Thì ý là bây giờ cứ để vậy á, thì sau này ví dụ tôi lấy nhà lại tôi chỉ báo cho người ta 30 ngày thôi à. 90 ngày bà, 90 ngày, 90 ngày chứ không phải 30 ngày. Tại vì luật mới của chính phủ liên bang nó đòi hỏi là do cái thời buổi có một cái cách đây nhiều năm đó thì có lúc đó người ta bị khủng hoảng về nhà cửa chẳng hạn, thì do đó đó mà chính phủ để giúp cho những cái người thuê nhà đó thì họ đặt cái luật
để mà muốn đuổi nhà, nếu họ ở trên 1 năm đó, thì mình cái người chủ nhà phải thông báo cho họ là 90 ngày nhé. Vậy là không có giấy tờ Thì có thể tốt có hơn cho bà. được. Đối với cái người chủ á, thường đó thì man to man thì nó có lợi hơn là họ ký một hợp đồng dài hạn. Đương nhiên đối với cái người thuê nhà đó thì họ muốn thì có cái hợp đồng dài hạn thì tốt hơn là man to man nhé. Bây giờ tôi nói họ ký mà họ nói họ không ký, họ nói thôi à, tôi không có lật lọng với cô đâu, tôi ở với cô đàng hoàng, lúc nào cô cần thì cô báo trước mấy tháng là tôi đi, họ nói vậy thôi. Ok, vậy thì có lợi hơn cho bà nếu bà không ký. Ha. Ok, dạ, cảm ơn bà nha. Dạ, đến đây thì chúng tôi được đã. Dạ, cảm ơn bà. Cảm ơn luật sư. Dạ, không có chị. Đến đây thì chúng tôi phải tạm ngưng để đài trả phần quảng cáo thương mại. Thì quý vị còn chờ đường dây, tiếp tục giữ đường dây điện thoại mình. Chúng tôi tiếp tục trả lời câu hỏi quý vị khi đài chạy phần quảng cáo thương mại. Dạ, xin cảm ơn.